Hello mọi người lại là em đây ha Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là mỏng nhòn và mình sẽ chia sẻ luôn là cái phần gặn móng, dũa xếp và khi khẩu chuẩn bị luôn nha mọi người đó thì uh, mọi người cố gắng ha xem hết video ha Tại vì uh, video hôm nay nói chung là cũng hơi lạ lầm một xíu nha thì hôm nay uh, trực á uh, thì mình sẽ uh, dũa nhảm lên trước nha mọi người đó thì uh, cái đầu dũa nhãm này thì mình bữa trước mình cũng có giới thiệu rồi ha nó bán một cái hộp uh, một cái hộp vô sáu sai khác nhau ha có uh, có 300 cây nhãm này uh, giá là 15 đồng 14 15 đồng gì đó ha nên là có rất là nhiều cỡ uh, nhãm vừa nhãm thịt là nhãm và à, uh, đó thì nói chung là có đầy đủ các step ha. mọi người muốn chạy nhãm mỏng thì sai cả hơi nhãm con chạy cho mặt mỏng lãng thì chạy mấy cái mình đó nó có rất là nhiều sai khác nhau nha ừ. thì sau khi mà chạy nhám cắt giá sạch sẽ thì mọi người cũng thấy ha cái tay nó nhìn nó cái mặt mỏng nó cũng uh, lãng mượt rồi đúng không đó thì nói chung là cái khấu chuẩn bị này nó rất là quan trọng với mọi người đó, thì mọi người mà chuẩn bị tốt đó, thì <laughs> Uh, mình cái step sau mình sẽ xuống sẻ hơn thì hôm nay cô khách này chị làm một bàn dài thôi nha mọi người đó thì cái bàn bên tay trái này nó người ta làm dài còn bàn bên tay phải thì người ta làm uh, overlay nha tại vì uh, cô khách này mới có người yêu uh, mọi người đó thì cũng bê đế đó uhm. mới có bạn gái thì bạn gái không có cho để uh, cái bàn bên kia dài nha mọi người bàn bên kia thì chỉ làm overlay ngắn thôi còn bàn bên này làm dài và nhọn đó thì một tay nhọn để cho nó đẹp còn một bàn bên kia tròn 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 ha để dễ làm mấy cái việc kia đó thì mọi người cũng thông cảm ha mọi người có mỗi hoàn cảnh thì lâu lâu ha lâu lâu mình cũng gặp những cô khách như thế này đó thì cái mỏng nhọn này thì uh, mình cũng có giới thiệu rồi ha nằm trên cái link luôn đó cũng có những cái mỏng nhọn uh, mỏng nhọn này thì mình có thể làm coffin ngắn này coffin dài cũng được mỏng nhọn square um, oval ở mình nói chung là cái mỏng nhọn này mình xài rất là nhiều cho mọi người đó 70 80 phần trăm khách hàng ngày của mình là mình dùng cái mỏng này nhé từ khi khách nào mà làm dài quá thì mình sẽ dùng những cái hai uh, cái loại mỏng kia đó thì cũng có sai nhưng sống cho sai nhiều chủ yếu là sai cái mỏng nhỏ này là sai rất là nhiều nhé đó. thì trên cái link mình cũng có để luôn mọi người chỉ biết ờ, vào và order về size ha rất là tiện thì nếu mà có khách không có thích dài quá thì mình sẽ cắt ngắn lại như vậy nha mọi người đó mình sẽ cắt ngắn lại và mình đó cho nó đều nhau đó. mình sẽ à, tiến hành đó ha. khi còn ngon, ngon Út mình sẽ cho ngắn hơn bình thường một xíu nha mọi người Tại vì cái ngón út nó nhỏ mà mọi người để cho nó băng những cái ngón kia luôn thì nhìn nó rất là dài Đó, Nên mình sẽ cắt ngắn lại một xíu <laughs> Thì mọi người có thể thấy ha Cái ngón giữa của khách này nó chạy hơi bầy nha mọi người Đó, Nó hơi về phía uh, tay phải một xíu Đó, Thì nói chung là uh, kế đi á uh, Mình sẽ cố gắng gắn cho nó thẳng thổn là được Còn móng tay khách bị mẻo thì kê nó Đó. Mẹo thì mình cố gắng chỉnh cho nó thẳng nhé thì đầu tiên mình sẽ bấm hai bên vào nha mọi người thì mọi người đừng có bấm xấu quá ha đó, mình bấm à, tạo một cái đồ nhòn vừa thôi đó thì để cái đầu mình còn trưa lại một ít để lát nữa mình dũa mình cánh hai bên vào cho nó đều nha mọi người đó mọi người đừng có bấm nhòn trực tiếp nha mọi người đó bấm từ từ thôi ha đó. mình sẽ bấm hai bên vào nhẹ như vậy thôi đó. Đó, thì mọi người có thể thấy ha Thì cái đồ kế tay mình để như vậy á Thì mình cái tay khách nó sẽ dễ dàng để thẳng ra hơn cho mình ha Cái đôi kế tay này trên cái link cũng có luôn nha mọi người Đó, nói chung là có hết ha Mọi người cần cái gì là có hết luôn thì sau khi mà mình để cái tay nó cái đồ cái tay nó thẳng ra rồi thì mình chỉ việc cánh ha mình cánh cho cái nhỏ này cho nó thiệt là nhọn ha mọi người có thể thấy ha đó, nó nghiêng về hơi bên phải một chút thì mình ít bên phải, còn chủ yếu là kéo từ bên à, kéo từ bên phải quá nha mọi người. mình sẽ kéo từ bên phải quá nhiều hơn, đó, thì nó sẽ nhọn thẳng ra thôi ha, không có sao đâu. Đó, thì nói chung là khách cửa thì à, tay mẹo là chuyện rất là bình thường nha mọi người. Đó, thì mình làm video thì có tay nào thì mình làm tay đó cho mọi người thôi. Và đặc biệt là những cô khách mà mỏng tay như giờ này mình dễ thích làm hơn á để cho nó thực tế ừ, Thì nói chung là tay khách lắm phải tay khách nào cũng đẹp đúng không mọi người Đó Thì làm những cái video thực tế này thì mọi người thích uh, xem hơn ha Còn mà lừa tay màu đồ để quay video thì uh, ấy, Không có nha mọi người Tại vì hầu như khách của mình là con nào tay nào cũng vậy hết Còn mấy cái đứa tay đẹp thì nó không bao giờ tìm tới mình đâu thì có mấy con bệnh bèo này tay nó mẹo gặp thơ có kinh nghiệm á ha là làm mèo theo là nó sợ nó nó mới quay về bên mình thôi đó <laughs> thì bây giờ mình chỉ việc dụ cho nó có một cái xếp nhọn trước nha mọi người đó Thì nói chung là cũng tương đối là thẳng ra rồi nha mọi người đó thì nói chung là đơn giản là như vậy sau đó mình chỉ biết cái chỗ mình gắn mỏng là mọi người nó có một cái đường lăn lên ha và đặc biệt là hai bên kìm mẹp á nha hai bên kìm mẹp á, nó sẽ giữ giữ cái mỏng này ra thì mình cố gắng bao cho nó uh, mất đi nha mọi người đó bao cho nó lạng thì lạng nữa mọi người đắp bột nó sẽ không có uh, bị lồ lên nha đó. 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 thì khấu chuẩn bị là đơn giản là như vậy nha mọi người Đó. nói chung là cái khấu chuẩn bị này nó uh, rất là quan trọng nha Đó. mọi người mà chuẩn bị kỹ ấy. thì lại nữa mình đắp bột dụa chép nó dễ thở hơn nha thì hôm nay của khách sẽ làm Chrome ở dưới ở ha, Chrome ở dưới còn màu đen ở trên thì mình sẽ sơn một lớp top cốt trên cái mỏng dạ nha mọi người đó mình chỉ việc sơn top cốt và hở đen mình đánh khóm thôi thì thay vì làm red bỏ đầm thì nhàm chán rồi ha thì hôm nay cô khách thích làm chrome bỏ đầm thì có thể làm rất là nhiều ha mình có thể dùng cái màu màu red chrome mà làm giữa bỏ đầm nó cũng đẹp nha mọi người Gold hoặc red Uh, hoặc silver gì cũng được nhé nó có rất là nhiều màu khác nhau. Đó, nhưng thì cô khách này cô thích uh, black and silver thì mình sẽ uh, làm silver ở dưới thôi đó. rất là đơn giản đó. đó. Thì sau đó mình chỉ việc uh, lấy cái khóm đó. mình bỏ nó như ngón tay mình tra lên đó, đó. thì nó sẽ uh, ra một cái khóm. Thì nói chung là khi mọi người làm khóm bottom đầm này thì lúc đắp bột mọi người nên đắp kỹ hết. Tại vì nếu mà mình làm à, có mà giờ đâm mà mình đắp bột mà mình để bột dính ở dưới mỏng nhiều quá là nữa uh, nó sẽ sẽ xấu lên cái màu đen Dính dưới bột nhiều nha mọi người đó nên là nữa khi khấu đắp bột nó rất là quan trọng ha đắp tuyệt đối là không để bột nó dính dưới mỏng để cho nó xấu lên cái chrome này cho nó đẹp nha mọi người đó Ừ. Uh thì mình chỉ việc trả cái khóm này vào và sơn uh, sớm top cốt nha mọi người nhớ nhé nhớ sớm một lớp top cốt nữa để cho nó ăn vào uh, mặt móng ừ. thì bây giờ mình đã có uh, chrome bottom rồi ha đó. thì nói chung là năm nay khách nó làm chrome rất là nhiều nha mọi người đó nó chỉ tất cả các kiểu uh, hết chrome full mỏng rồi rồi chrome trên đường lái rồi chrome 3D bây giờ tới chrome bottom luôn ha đó, nói chung là đủ chịu hết đó thì kế đi ha miễn sao khách thích là được kiếm thêm tiền thôi rồi thì bây giờ mình sẽ uh, tiến hành đắp bột nha mọi người thì mình xài cái primer là của CND ha đó. là primer này nó rất là tốt và nó không có làm bớn của tái khách nha mọi người và nó cũng không có hổi luôn đó. thì mình sẽ xài liquid CND và primer CND còn bột màu đen này ấy, thì mình ra sập lại mình mua màu đen bình thường thôi nha mọi người đó mọi người thì màu đen này á, thì có rất là nhiều anh chị em lúc mà mình làm video trên Facebook với TikTok thì có rất là nhiều anh chị em mà cũng hỏi ha mua nó anh có bán cái bột màu đen này không hay sao mà thấy nó đắp nó dẻo vậy nó không có bị này nọ ha thì những anh em xem video mình nhiều rồi thì cũng biết thì uh bột mà mọi người muốn nó dẻo thì mình chỉ việc phá thêm bột lia vào thôi ha đó thì nếu mà mọi người mua màu đen này trực tiếp từ nếu sập lại mọi người đắp á, thì rất là khó nha mọi người đó, nó rất là bỡ và nó không có dẻo tại vì người bà người ta bỏ pigment quá nhiều nhá đó thì khi mà mình mua về bất cứ loại bột nào mà mọi người cảm thấy khó đắp á, mọi người chỉ việc uh, bỏ thêm bột lia vào nhá đó thì bỏ thêm 20 phần trăm 30 phần trăm tùy nhá đó thì mình sẽ bỏ thêm một ít clear vào mình lắc lên thì cái bột nó sẽ dẻo như vậy nhé. Đó mọi người có thể thấy ha. Màu đen mà rất là dẻo và à, nó không có kiểu mà nó bệt 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 vào tay nha mọi người. Đó. Thì mọi người có thể thấy mình đắp ha. Thì nó rất là sạch sẽ. Đó, nó gòn nó không có tràn lên da nó uh, vừa phải nhé. Đó thì nói chung là cái quan trọng đó là mọi người phải biết là phá cái bột này làm sao cho nó dẻo và cái thứ hai ấy, là mọi người muốn mà bột nó dẻo lâu thì mọi người phải đắp nước số là một trăm trăm nha mọi người đo nước của cnd cái bin màu xanh nha còn nếu mà mọi người đắp bằng nước thương hoặc nước phá thì cái bột nó rất là máu khô nha thì khi cái bột máu khô thì mọi người cũng biết rồi khi cái bột máu khô quá thì mọi người sẽ không có nhiều thời gian để um, vụt để cho cái mặt mỏng nó láng còn nếu mà mọi người uh, có đủ thời gian vuốt cho mặt mỏng nó láng thì mọi người không có kịp thời gian để cho cái uh, thời gian để uh, prep cái mặt mỏng uh. cái mặt mỏng rất là quan trọng <laughs> thì cái mặt mỏng thiệt á uh, mọi người mà không có uh, đập nó kỹ uh, thì cái tay nó sẽ không có dính chắc như mọi người nó sẽ rất rất là dễ bị lip và bị bung đó lý do tại sao có một số thờ nếu làm tái khách đi một tháng hai tháng quay lại vẫn phiêu được cũng có một số thờ làm tái khách xong hai ba tuần sau đó, là cái tay nó uh, chỉ cần lấy cái mông giá cây ở dưới cái là nó bung ra hết nhé Thì uh, cái đó là cái uh, có hai lý do lý do thứ nhất đó là cái sản phẩm mình sai uh, Cái thứ hai là do cái cách mình đắp bột nhé Còn các bạn mà muốn khắc phục cái tình trạng đó thì các bạn chỉ viết việc uh, mua liquid chain đi về đắp 100 phần trăm nha mọi người và đặc biệt là uh, cái bộ thì mọi người nên, nên pha một ít clear vào và lúc đắp bột thì cứ đắp theo cái cách thức mình đắp vậy nhé đó và tuyệt đối không để cái bột nó diễn dừa mỏng ha tại vì có cái chrome ở dưới mọi người để màu đen này thì nó sẽ không có đẹp đúng không đó thì lúc bột nó đang ướt á, thì mọi người lại cái tái móc giữa nhé ừ. còn các bạn đời khổ rồi á, thì dùng cái máy dù lính thì cũng được nhưng đều nó mất thời gian thì tại vì lúc nó ướt như thế này á, mọi người chỉ cần lấy cái tay móc nhẹ thôi làm nó sạch nhé đó thì tranh thủ lúc nó còn ở thì mình lính nó dễ hơn nha mọi người đó thì làm neo này nó không có khó nhé mọi người chỉ cần uh, biết được hết những cái mèo những cái cách thức như thế nào để đắp một cái ngón tay và như thế nào để uh, dùng sản phẩm như thế nào để cho một cái tay nó uh, đi được lâu đó, đó là mình ok nhé còn nếu mà các bạn không có ai chia sẻ cho các bạn đó, thì Uh, các bạn phải đợi uh, nghe nghề dạy nghề thì nó mất rất là lâu nha mọi người đó mọi người nên nhớ là um, mình cũng từ một cái thờ nghề dạy nghề lên ha thì nói chung làm lâu năm thì mình có kinh nghiệm những điều uh, nó mất rất là nhiều thời gian nha mọi người đó thì mình ước gì ngày xưa mà có ai đó chỉ cho mình thì uh, đỡ hơn rồi đúng không đó thì bây giờ mình cũng cố gắng làm bây giờ mình chia sẻ cho các bạn là những cái mệnh khỏe những cái cách thức như thế nào để làm cho một bộ mỏng nó uh, đi được lâu cho mọi người à, nó rất là bền đó và rất là dễ dàng ha. thì có rất là nhiều anh chị em mà uh, sợ đắp màu đen và màu trắng đúng không đó thì cứ xem video này ha thì biết cách thức uh, như thế nào để mình uh, phá một cái uh, bột màu đen cho nó dẻo ha thì mọi người có thể thấy ha lúc mình đắp bột đó mình nhẫn rất là nhiều đó, mình nhận khu vực quấn ký nhé mình nhận quấn khu vực ký và mặt mỏng rất là nhiều để cho nó bám nhiều vào mặt móc nhé ừ, nói chung là mình mình nhận rất là nhiều nha nhớ nha đó, nhận và vuốt cho thịt là nhiều thì cái ngón này nó hơi lẹp nha mọi người đó thì mình đừng ngại mình lấy thêm một bụng chêm vào cái đỉnh ha đó thì mình muốn tạo cái mỏng cái chỗ này có một cái đỉnh hơi cao một xíu để cho nó có một cái đồ dài nhẹ nhé còn nếu mọi người để nó lẹp quá thì nó rất là dễ gãy và nhìn nó không có đẹp nhé đó nên mình cho một ít vào đó. Rồi, cái ngón này cũng tương tự như vậy ha Mọi người sẽ lấy một cục bột lên nè Đợi một chiều ha, bị bình tĩnh ha Đừng có gấp nha Ừ, đợi khoảng 5 second không để lên thôi ừ. Thì khi mọi người lấy một cục bột Mà mọi người đặt lên liền á Thì mọi người phải giữ Cây cỏ Nơi cục bột khoảng mấy second Cho nó đứng đạm mọi người mới tiến hành vuốt Hoặc là mọi người lấy cục bột lên Mà mọi người khoán đặt vào tay khách Mọi người giữ ở ngoài khoảng 5 second ha, 3 đến 5 second Thì lúc đó cái bột nó dẻo hơn Thì mình để vào một cái là nó không có chạy lung túc nhé. Còn khi mọi người mà vừa lấy cục bột mà mọi người đặt lên cái tay liền á Thì bột nó sẽ tràn, tràn qua hai bên Kiriko rất là nhiều, hai bên mẹp rất là nhiều đó Bột nó sẽ tràn tràn qua hai bên Thì mọi người mà mà không kịp xử lý á, thì lát nữa mọi người rửa rất là mệt nha Đó, thì nói chung là uh, lúc mà mình để cục bột lên này lên á, mình cũng cần thời gian làm sao cho hợp lý ha. Đó. Còn nếu mọi người mà vừa lấy cục bột lên mà đặt vào vào cái ngón tay liên á, thì lúc đó bột nó rất là ướt nhá. Đó, bột nó sẽ tan qua hai bên nó rất là tan, rất là khó để xử lý. Đó, thì nên mọi người lúc mà lấy cục bột lên thì để ở ngoài tầm vai sẽ cần ha, để cho cái bột nó đừng đá. À mọi người có thể thấy ha, giữa mặt mỏng rất là sẽ thì nó sẽ xấu lên cái chrome này. <laughs> Rồi cái ngón cái này cũng tương tự ha mọi người Mình sẽ đắp hai cục Đó, Thì nói chung là Thì hôm nay là mình ít chia sẻ hơn về cái phần đắp bộ Mà mình chia sẻ hơn về cái cần Cái cách mà uh, Xài đô hoặc sử dụng đô thì mỗi video mình tập trung chia sẻ một cái để mọi người nó ấy hơn ha. Thì cũng có một số anti fan vô cũng nói là À, làm nếu không lo làm đi nói nhiều quá nghe, dòng huệ nghe mất cảm tin đó thì nói chung là cũng có rất là nhiều anti fan nha mọi người bữa nay có rất là nhiều hay đời nhé nằm muốn đi ha. mình cũng không có quan tâm quá nhiều vào cứ comment bên bà bà là mình block thôi thì nói chung làm video chia sẻ mà không còn nói mà cứ cầm đầu cầm cổ làm thì đâu có ai hiểu gì đúng không đó, đã nói video chia sẻ rồi là mình phải nói nhiều mình truyền đạt ừ, càng nhiều càng tốt đó, tại vì mình cố gắng truyền đạt chia sẻ cái cách nào mà nó dễ hiểu nhất cho mọi người ai nghe cũng hiểu ai nhìn vào cũng hiểu đó thì nên mình cũng nói nhiều hả thì mình cũng đâu có thích nói nhiều đâu nhưng đều bây giờ không nói nhiều thì mọi người không có hiểu đúng không đó mà khi mà làm video người ta không hiểu thì mọi người đâu có xem đúng không đó thì nên mấy cái anti fan thì thả cho mình ha đi qua những cái channel khác chơi đi nhá, còn channel này là À, mình làm ra mục đích chính là để chia sẻ kinh nghiệm cho những anh em nào mới vào nghề hoặc là những anh em nào tay nghề yếu để có một cái tay nghề tốt hơn thôi nhé đó cho mình không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống ai hết à, nên mấy bạn nào mà không thích cái channel này thì các bạn cứ qua những channel khác xem nhé đó còn channel này không có welcome uh, những cái anti-fan như vậy nhé Rồi thì uh, quay lại về chủ đề uh, đắp bột thì cũng đơn giản hết đó mình đắp hai cục thì nó đơn nhiên nó sẽ dễ hơn đắp một cục rồi à, thì nói chung là cái mỏng nhòn này nó uh, lúc mọi người đắp á, nhớ ha uh, lấy cái tái mình vuốt đầu cái uh, <laughs> cái mỏng thì nó nhòn sẵn hơn thì lại nữa mọi người đỡ phải vuốt nhòn nhiều hơn nhá và nó cũng tạo cho cái đầu mỏng rất là sắc nha. rất là nhọn Đó, mọi người có thể thấy ha gấu bò đầm ha đó thì cái video này mình cũng quay lâu rồi nha các bạn à, mình video này mình làm chắc cũng một hai tuần trước rồi nhưng đều bữa giờ à, không có thời gian để làm video nhé đó à, thì à, mình cũng à, quay lại cái À, lấy lại cái video cũ này làm ha nhưng đều thì các bạn cũng có thể thể thấy là mình sai cái cỏ đắp bột cũ nó thì cây cỏ này là cái cỏ bằng gỗ nhá đó thì cỏ nào cũng đắp bột được hết nha mọi người đó nhưng đều uh, hiện tại thì uh, video vừa rồi thì mình cũng có giới thiệu một cái cò mới uh, một cái cò uh, ông anh mình đang bán ha đó, thì Ờ uh, mình cũng có vì giới thiệu video trước thì mình thấy anh chị em order cũng nhiều thì nói chung là nếu anh em chị em order về sai á nếu mà sai như thế nào thì cứ comment bên dưới ha cho mình biết là cái sản phẩm như thế nào đó. Thì uh, cho mình một ít feedback ha đó. cho có uh, mình biết là như thế nào. Và thường thường á, thì khi mà mình uh, À, trước khi mình ship cây cò đi thì mình đã à, bấm và giữ xếp sẵn rồi ha Đó, mọi người mua về thì à, chỉ việc là à, lấy ra đáp thôi thì nói chung cây cỏ này nó à, thiết kế ra là mọi người không cần phải bấm nữa nhưng đều à, bấm thêm một chiếu thì nó ok hơn Đó, thì à, anh chị em nào mà không một có muốn bấm thì trên cái website nó có cái phần tin nhắn đó mọi người lên website thì nhắn tin trên website là không có muốn uh, bấm cọ thì lúc mà tụi mình ship tụi mình sẽ không có bấm cái cọ nhé uh, thì có website sẵn thì website rất là an toàn cho mọi người mọi người chỉ việc vào order thì khi nào mà kỳ hàng ship đi thì cái tiền nó mới uh, vào bên nhà băng nên mọi người yên tâm là không có lừa đảo gì hết nhé đó thì uh, cái dũa Kiriko này thì mọi người cũng biết rồi ha đó, mình xài cũng rất là nhiều thì anh em ai cũng biết rồi đó thì đây là một cái đầu dũa mình bán rất là chảy nha đó rất là hot thì uh, mọi người chỉ cần kế nó vào ha để cho vằn tốc độ nhẹ nhé đó mình vằn một cái tốc độ thiệt là nhẹ mình chỉ việc like nó đi theo cái Kiriko thôi thì thì tự bột nó sẽ tách ra khỏi da nhé nó rất là nhấn đấy nhé và mọi người biết là cái bột đấy là cái bột màu đen ha đó thì mình mọi người cũng có thể thấy ha mình chỉ cần đi mình đi like theo cái vòng tròn của Kiriko thì từ đóng cái da nó sẽ tách ra ha. bột nó sẽ tách ra khỏi cái da và nó rất là sạch và nó không có bị mất bột như mọi người đó thì kể đến là mình chỉ việc chạy mặt mỏng lại cho nó mướt là mình ok nhá đó thì trên cái link website thì nó có cái phần tin nhắn mọi người có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin vào cái phần message trên cái website và hiện tại thì tụi mình chỉ bán ở khu vực Mỹ thôi ha, không có bán qua nước ngoài. Còn mọi người lúc mua có thì mọi người nhớ là để cái promo code là Lưu Nguyễn ha, mình cũng có để trên cái link là Lưu Nguyễn không có việc dấu ha. Lưu Nguyễn thì sẽ được giảm giá 10% và khi mọi người order trên 100 đồng thì sẽ được free ship ha. thì order trên 100 đồng sẽ thể được phí shipping thì cái có đắp bột này á, thì mình cũng nói luôn là có đắp rất là tốt nha mọi người đó chất lượng gọi là 10 điểm ha 10 trên 10 thì mọi người nào mà có khó khăn trong việc mà mua những cái gói đắp bột đó thì cứ order cho mình một cái ha một hai cái gì cũng được thì cái 14 thì đã để đắp những cái mỏng ngắn và vừa còn cái 16 là để đắp những cái ngón dài và bự đó thì có đắp bột thì nó không có hết hạn sử dụng nhé đó nên mọi người mua về thì cứ để đó khi nào cần thì sai thôi ha chứ tới lúc mà uh, không có nhiều cò tới lúc mà cây cò mình bị dính bột mà không có cây cò emergency thì nó cũng hơi mệt đúng không đó thì nên nói chung là những cái đồ supply này nó không có bị hư uh, hỏng hay là hết hạn sử dụng nên mọi người đừng ngần ngại mà order cho mình về một cái để biết mùi vị cò thường hàng là như thế nào ha <laughs> Đó. thì uh... quay lại về chủ đề video ha đó, đó. thì nói chung nãy giờ quảng cáo cũng nhiều rồi thì cái cách dùa thì cũng đơn giản là mọi người dùa trong khu vực Kiriko cho nó có một cái đồ móng còn cái phần giữa mỏng thì mọi người để cho nó dày ha đừng có để nó móng đó, phần giữa mỏng dày và cứ từ cái phần đầu móng lên tới cái phần giữa mỏng mình để cho nó có một cái đồ mỏng đi lên đó thì cái tay nhìn nó sẽ có một cái đồ cong <laughs> thì nhìn nhỏ sẽ nhìn nó dễ thương hơn nhé. thì nói chúng là uh, trăm người bạn và người mua đúng không mọi người? đó thì nói chúng phải có nhiều người bạn chập lại như tụi em á thì giả sập lại nó mới không có bị uh, đẩy lên được đúng không? Đó, nó sẽ uh, giữ được cái giá hơn. còn nếu mà khi mà ít người bạn chập lại quá thì nó sẽ thành độc quyền thì người ta muốn hết giá bao nhiêu là hết nhé đó nên à, tụi mình cũng ra supply là chủ yếu là bạn có thôi ha ừ. chứ cũng không có bạn gì nhiều hết ừ. thì bạn những cái có thì à, trên thị trường thì à, giá thì cũng à, ngang nhau ha, mọi người đó giá thì nó cũng lúi tới nhiều đó thôi 45 mươi lăm năm chục năm năm hiện tại là như vậy thì cái mọi người nhớ là để cái promote code để được à, giảm giá ha ừ. thì à, mua về xài cho biết uh, như thế nào ha tại vì cỏ này mình đã làm video và đã đắp qua cho mọi người thấy rồi ha có rất là uh, good không quá nhiều lông nha ừ. cỏ mà nhiều lông quá cũng khó đắp nha mọi người nó cỏ không quá nhiều lông cũng không quá mềm không quá cứng đàn hồi rất là tốt nha đó nó chinh phục mọi loài neo ừ. mình chỉ cần nói uh, uh, chúng đắp một cái bồ neo cái quan trọng nhất có ba cái ha Uh, để video sau mình chia sẻ thì mình sẽ nói cho mọi người biết thì uh, trước khi mà mình sơn tóc cốt ở trên á thì mình sẽ sơn ở dưới mỏng như thế này nha mọi người đó mình sẽ sơn dưới cái mỏng này trước để cho cái khóm này nó bóng hơn nha đó mình sẽ sơn ở dưới trước nha ừ. xong mình sẽ ngược cái tay lại uh, mình mình ngược cái tay lại, mình sơn ở trên nữa là mình finish ha. Mọi người có thể thấy là cái khóm rất là bóng ha. Đó. Thì uh, mình sơn ở trên xong là mình sẽ cho hơi đen hai mặt ha. Hơi ở trên trước xong sau đó ngược cái tay lại hơi ở dưới nữa. Là mình xong cái bộ tay này ha. Đó. <laughs> À, thì cũng có rất là nhiều anh chị em nhắn tin ha thì nói chung là nhắn tin trên facebook tiktok youtube cũng nhiều ha thì uh, mọi người chỉ việc trên cái website nó có cái phần uh, tin nhắn nha mọi người đó mọi người có thắc mắc gì về có thì mọi người lên cái website mình để uh, mọi người chỉ việc uh, có cái phần message mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ nhắn tin trên đó ha thì bên mình sẽ có người trả lời nhanh nhất có thể ha thì thường thường là khi nào mà tụi mình có thời gian thì tụi mình sẽ check message thì tụi mình sẽ trả lời cho mọi người biết nhé đó thì nói chung là cố gắng ha đầu tư cho mình một cái kỹ thuật đắp thiệt là chuẩn cái thứ hai là uh, đầu tư cho mình một cái cò thiệt là xin và cái quan trọng cuối cùng nữa là mọi người uh, cố gắng xem hết video thì thường thường những anh chị em nào mà xem video mình đầy đủ thì mọi người sẽ biết cách như thế nào để làm cho một cái bột nó dẻo đó thì khi mà bột dẻo uh, cò tốt và kỹ thuật đắp tốt thì mọi người sẽ làm ra được những bộ mỏng rất là mướt và nhấn gọn ha đó thì nói chung là chỉ cần mình cố gắng đó, mọi người chỉ cần cố gắng bỏ thời gian ra thì bên mình sẽ cố gắng là chia sẻ hết những cái kỹ thuật và những cái sản phẩm nào mà uh, cho mọi người có thể uh, làm nó suôn sẻ hơn trong công việc ha rồi thì video hôm nay thì cũng kết thúc rồi nha mọi người đó uh, thank you mọi người đã xem video hôm nay của mình ha hẹn mọi người vào uh, một video kế tiếp nhé Bye mọi người